Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android thông qua ứng dụng Odofood được thực hiện tại website mylab.vn Mình tên là Chế Công Bình Ở bài trước mình đã dẫn các bạn làm cái chức năng thêm cái món ăn rồi đúng ờ, thêm, thêm bàn ăn đúng không các bạn, xin lỗi các bạn, thêm bàn ăn Đúng như nào, chúng ta đã làm chức năng đó rồi ha. Rồi, vậy thì chúng ta mới là thêm bàn ăn thôi nhưng mà chúng ta chưa hiển thị lên Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ hiển thị danh sách các bạn ăn đó lên à, rồi thì ở bài trước các bạn thấy là chức năng thêm bằng thăng thêm bằng ngăn của chúng ta nhìn là ok đúng không nào ha chúng ta tạm thời tắt nó đi rồi chúng ta quay trở lại phép mình là hiển thị bàn ngăn phép mình ha chúng ta quay trở lại đây thì có phải các bạn thấy là lúc này khi phép mình hiển thị bàn ngăn này nó được ẹt vào trong trong đó các bạn à trong trang chủ đúng không được ẹt vào trong trang chủ thì sao các bạn nó sẽ hiển thị danh sách các bằng ăn chứ không đơn thuần là hiển thị cái leo là leo hiển thị bằng ngăn nữa đúng chưa nào rồi bây giờ chúng ta quay lại cái leo hiển thị bằng ăn một chút nào đây. Thì các bạn thấy là bây giờ mình muốn hiển thị danh sách các bàn ăn, ví dụ như là cho nó nằm một bàn ăn bên đây, một bàn ăn ở đây, một bàn ăn bên đây và một bàn ăn ở dưới. Thì các bạn thấy là mình muốn bàn ăn hiển thị là từ trái sang phải đúng không? Ví dụ như đây là một bàn ăn, hai bàn ăn, ba bàn ăn. Sau khi hết ba bàn ăn đó nó xuống bàn ăn thứ tư. Thì các bạn thấy là để đáp ứng được cái gì? Cái nhu cầu mà chúng ta hiển thị ba một bàn ăn mà từ trái sang phải rồi đụng đụng xuống dòng và nó xuống dòng liên thị tiếp thì các bạn thấy là chúng ta sử dụng cái gì các bạn? Table hả Thế các bạn là chúng ta sử dụng uh, table layout đúng không? Hay là chúng ta sử dụng cái gì cho nó đơn giản các bạn nhỉ? Đúng rồi. List view à? À list view không được ha các bạn ha. Các bạn lưu ý nếu các bạn nào mà trả lời sử dụng list view thì các bạn sẽ gặp một trường hợp như vậy. List view là nó chỉ hiển thị một dòng duy nhất thôi ha các bạn lưu ý, một dòng như đây, gồm một dòng dưới đây thôi, có như là nó nó hiển thị dạng linear layout các bạn ha, tức là từ trên xuống và chỉ một một view rất duy nhất ha. Còn còn cái mà để chúng ta hiển thị từ trái sang phải từng view một á thì chúng ta sẽ xài gọi là read view các bạn lưu ý ha. Bởi vậy bây giờ mình sẽ khai báo một cái read view ở đây. Mình sẽ để cho là map parent ha, tại vì các bạn thấy là cái layout hiển thị bằng ăn chúng ta chỉ hiển thị duy nhất một cái list view ha, map parent luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt ID cho nó đây. Vì chúng ta cần xử lý nó mà đúng không các bạn? ID ví dụ mình đặt là review à, hiển thị bàn ăn được chưa các bạn rồi bây giờ các bạn thấy là chúng ta mới khai báo review thôi nhưng mà nó chưa biết review này là hiển thị bao nhiêu uh, giống như là review này hiển thị bao nhiêu bàn ăn đó các bạn các bạn quyết định tiếp cho mình thuộc tính ha android uh, không phải bắt rau ha mà các bạn các bạn tính gọi là num column thì num column này kia là các bạn hiển thị bao nhiêu cột trên một dòng đó các bạn à, cái như là một một hàng là các bạn quy định là có bao nhiêu cột thế đây mình muốn là gì một hàng 3 cột mình để đây là số 3 để chưa các bạn rồi mình tạm thời bỏ cái màu trắng đi vì cái chữ chúng ta nó màu đen đó các bạn đây các bạn thấy nè ba cột được chưa các bạn à đây đúng không nào đó đây ba cột đây rồi bây giờ các bạn thấy là review bây giờ mình muốn là kích tầm thằng review này lại đúng không mình mình không muốn liên thị chữ item 1 số item 1 nữa mà muốn thì gì đây mình muốn hiển thị cái gì cái hình bàn ăn kìa đúng không mình muốn thì cái hình bàn ăn vậy bạn thấy là với kiến thức mà chúng ta đã biết được về review để gì các bạn để thay để thay vì hiển thị các cái uh, các cái test view hiển thị một test view thôi bây giờ chúng ta muốn thị cái khác với cái nội dung khác chúng ta muốn thêm vào thì bạn thấy là chúng ta sử dụng cái gì hả các bạn à custom custom review đúng không vậy để custom được review chúng ta cần gì nè À chúng ta cần phải tạo một cái layout để custom đúng không nào? Rồi mình tạo layout để custom. Mình đặt ở đây là custom. Layout à hiển thị bàn ăn. Rồi mình ok. Rồi, thì các bạn thấy là bây giờ mình muốn là hiển thị cái hình bàn ăn, đúng không? Cái tên của cái bàn ăn. À mình muốn vậy đó thì đây là bàn ăn nè tên bàn ăn nè sau đó ở dưới là ví dụ như là sau này sẽ có là bất thanh toán bất tin gọi món Button thanh toán thì mình làm như thế nào đúng không các bạn bây giờ mình làm thế nào rồi bây giờ mình sẽ tạo ha như mình nói đúng không bây giờ mình muốn là cái bạn đây mình mở ben lên các bạn chờ để mình mở ben lên ha rồi bây giờ mình muốn thì ví dụ như là đây hình cái bàn ăn đúng không đây là hình cái bàn đúng không sau đó trên hình cái bàn là cái cái đoạn test ví dụ là tên bàn ăn tên bàn để cho các bạn sau đó dưới đây là mình sẽ có những cái button ha mình sẽ có những cái button nhỏ nhỏ như vậy nè ví dụ như là button là gọi món ha cái nghĩa là khi người dùng lít vào cái bàn á ha khi lít vào cái bàn thì sẽ có thể ra button gọi món rồi button là thanh toán và sau đó là một button gì để ẩn đi những cái button này được không các bạn được không được đúng không bây giờ chúng ta làm thế nào cái tầm thế nào thì bạn thấy là gì giao diện chúng ta là gì các bạn à đây là một cái linear layout hay là chúng ta sẽ radio layout theo các bạn theo các bạn thì chúng ta sẽ xài cái gì nhỉ? Nếu bạn nào trả lời Lenny thì vẫn được ha, không có gì cả. Đúng không? Các bạn xài Lenny vẫn được nhưng á, khi các bạn xài Lenny thì các bạn sẽ gặp một trường hợp như vậy nè. Khi các bạn qua đa màn hình á, qua thiết bị lớn hơn á, thì có thể là cái kích thước của thằng này khoảng cách đó, hay nói đúng là khoảng cách ha, khoảng cách giữa những cái button này nó có thể là sao các bạn à nó có thể nới rộng ra đó nó có thể bị rộng ra ha và là khoảng cách từ trên dưới nó bị rộng ra vậy các bạn thấy là để tránh được cái việc mà khoảng cách rộng ra đó thì mình sử dụng cái gì mình không xài linear ha mà mình sẽ xài là relative layout thì thì các bạn thôi nó nó đúng ra là linear các bạn vẫn xử lý được đó ha nhưng mà các bạn xài nên xài relative để cho nó là dễ hơn cái việc mà chúng ta xài linear được chưa rồi thì bây giờ là đầu tiên các bạn thấy là chúng ta có cái gì đầu tiên hả các bạn nhỉ à tên bạn ăn đúng không vậy là chúng ta có một cái test view Rồi mình để đây là wrap content Mình xét kích thước cho nó ha Test size Set kích thước cho nó tí Cho nó vẫn chừng là 18 SP Được chưa Rồi mình cho nó Có nên cho nó đậm luôn nha Cho nó đậm luôn đi ha các bạn Android 2 chấm Cho nó đậm luôn Là test style đúng không nào Test style là phone Rồi mình đặt tên cho nó ID ID gì các bạn TST Tên bàn ăn à, tên bằng ăn được chưa rồi sau đó là mình tới với các bạn à mình tới image view đúng không có phải là các bạn thấy là cái hình đâu rồi nhỉ đây cái hình này có phải là có cái image view các bạn ừ thì mình cho image view thôi đúng không image view mình để là 100 db à 100 db thì mà bây giờ mình xét cứng đi ha một chút rồi mình uh, chuyển qua kia lại cũng được đâu thành vấn đề đúng không các bạn rồi chúng ta đặt id cho nó ví dụ đây là image bàn ăn rồi sau đó là chúng ta có gì nữa các bạn nhỉ rồi tạm thời như vậy đúng không bây giờ chúng ta có gì à chúng ta xét hình cho nó đi đúng không xét hình cho nó đi rồi xét hình cho nó sụt so. xét cái hình để cho nó hiển thị đúng đúng với mục đích để chúng ta là thiết kế đúng với mục đích chúng ta ha nó có hình thì nó sẽ dễ mừng tượng hơn đúng không các bạn rồi đâu rồi hình của mình đây đây mình đã có đây hết rồi à thì mặc định là các bạn thấy là bàn ăn của mình nó sẽ với các bạn à nó mờ đi đúng không nào quăng nó vào nha rồi mình sẽ lấy cái là cái hình có tên là bàn ăn thôi đúng không bàn ăn browable bàn ăn đó mình muốn như vậy và mình muốn nó nằm dưới đoạn test này ha ví dụ như đoạn test này mình xét cho nó đi là tên bàn ăn ha ví dụ như bạn một đi rồi ví dụ đi đó rồi bây giờ mình muốn cho này nằm dưới thì sao các bạn ở à, Android below đúng không Android à với bạn à, below đây leo below chỉ tới ID của nào TT tên bằng ăn đó nằm ở dưới đó rồi rồi bây giờ mình cho thằng này ra giữa nè đúng không hai chấm Leo layout gravity thử xem gravity nào bằng center được các bạn À không ha Gravity là canh lệ Chữ nha Các bạn thêm layout vào Nó ra giữa chưa các bạn Vẫn chưa ra giữa Đúng không Vẫn chưa ra giữa Bởi vì sao Bởi vì các bạn thấy là Vì chúng ta đang xài Relative layout Nên chúng ta không thể nào Sử dụng được tính layout gravity này Ha sợ nó đi Mà chúng ta sử dụng là Center À Center impairment chu Được chưa các bạn Bạn thấy là nó dăng ra ngoài đúng không và là chúng ta sử dụng vậy center horizontal bằng trụ nhưng mà thấy là gì lúc này nó dăng cái mút ngoài đây lận bởi vì sao bởi vì thằng gì à đúng rồi leo chính chúng ta chiều rộng và chiều cao nó chiếm hết màn hình đúng không cho nên vậy mặc định nó chiếm cao hết màn hình thì thằng này à, nó sẽ bay ra giữa thì các bạn có thể để wrap content để cho nó gì nó nhảy đúng với kích thước của nó đó được chưa các bạn rồi ha rồi bây giờ mình sẽ có là ba cái button biểu tượng ở dưới đúng không nào Vậy là mình cho ba cái review view nữa Rồi cũng wrap content luôn Một cái rồi đúng không Thêm hai cái nữa ha Rồi chúng ta được ba cái đúng không Bây giờ chúng ta lấy hình chúng ta quăng vào Ở đây mình mới chuẩn bị hai hình thôi Thì chúng ta sẽ làm thêm hai hình nữa sau ha thanh toán nè một cái nè rồi chúng ta sẽ có tiếp một cái nữa là gọi món nha rồi các bạn chờ mình một tí ha mình sẽ lấy hình qua rồi chúng ta lấy mấy cái hình vô ha các bạn đây hai hình này nữa nha quăng vào Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ hình cho luôn ha Suột nào ờ uh, Gọi món Một tấm đầu tiên, đúng không nào Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho nó nằm ở dưới gì À, nằm dưới imit bàn ăn Đúng không Và chúng ta sử dụng là layout pillow Đúng không nào ID của thằng bàn ăn đâu rồi Imit bàn ăn Rồi, nó nằm dưới đó rồi Thì tương tự như vậy chúng ta làm cho gì À, hai thằng bên đây Đúng không hai hai thằng này. ha Rồi tiếp tục chúng ta cho xuống Android 2. suột Payable. À thanh toán đúng không? Gọi món xong rồi phải có thanh toán. Rồi nằm dưới thì là Android below. Được chưa? Rồi, nhưng mà bạn thấy là lúc này là gì? À chúng ta cho nó nằm bên phải thằng kia đúng không nào? Là nằm bên phải chúng ta gì các bạn? Align. Align gì? Align left đúng không và là align right thì các bạn thì đây mình sẽ là align align right các bạn đánh chữ right vào cũng được nếu như các bạn không nhớ ha đây align right nó kêu chỉ đây đi đúng không và chúng ta phải đặt đi cho này android 2 chấm id y thanh toán rồi ở đây cũng vậy y thanh toán rồi nó qua chưa? Chưa đúng không? Vậy là chúng ta phải là gì đây? right chúng ta xem xem chữ right nó có gì các bạn. À to right up đúng không? Nằm bên phải của con nào đó, được chưa? Đó. Đúng không? Rồi tương tự chúng ta cho thẳng à, thằng bên dưới. Đây, thằng này. Xin nó tấm hình luôn đúng không nào? Chúng ta cho thêm tấm hình nữa ha. Đó thì này là về đây. Ẩn bất tình. Thì nằm bên phải của nào? à thằng này chưa có tên đúng không chúng ta muốn nằm bên phải này nè à, về đặt id cho nó à, image nha các bạn thanh toán ở trên thanh toán à, ở trên là gọi món ha ở trên là image gọi món mình làm nè ở đây sẽ là gọi món rồi thì này phải là image gọi món nha rồi thằng này mới là image thanh toán nè đó và thằng này là à, image ẩn bất ha id Ấn button Rồi bây giờ thằng này là gì các bạn À nó bên phải của thằng thanh toán đúng không Nhưng mà thấy lúc này nó xích xích nhau quá đúng không Vậy chúng ta cho gì các bạn À chúng ta xong xong canh margin lép nó đi Đúng chứ các bạn Canh margin lép nó Anh rồi, Marine Bao nhiêu các bạn Mình cho một chừng 10 xem 10 thì nó cách hơi dữ đúng không Vậy chúng ta cho 5 thôi ha 5db Rồi ok 5db có vẻ ổn Rồi chúng ta copy nó hết cho mấy cái này Rồi đều chứ các bạn Đều rồi đúng không Đây các bạn thấy là đều rồi Được chưa Rồi bây giờ chúng ta gì các bạn Chúng ta đã xong về mặt custom đúng không Nhưng mà lúc này gì À chúng ta đang set cứng Và chúng ta cần gì đấy các bạn Đúng rồi ha Chúng ta phải set động nó trong Trong demand khai báo nó Lúc nãy chúng ta có gì Size là 5 đúng không Demand Size 5 dB Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có gì các bạn 5 dB thì chúng ta sẽ là 5 dB Rồi, chúng ta có 100 nữa đúng không Sai 100 dB nữa Rồi, chúng ta có gì nữa nào 5 dB, 100 dB cái test lúc này chúng ta không cần nó vì này chúng ta chỉ là demo thôi đúng không nhưng mà nó các bạn thấy là nó thì đúng rồi thì chúng ta có thể bỏ nó đi Ha bỏ nó đi vì một chút chúng ta sẽ động bằng cách chúng ta lấy từ trong cơ sở dữ liệu ra mà đúng không, các bạn rồi chúng ta sửa lại này a demand dimen xuyệt nắm sai à sai năm dv rồi thằng trên là gì đây cũng vậy copy nó ha các bạn còn nào nữa tương mà copy hết ha rồi thằng trên đây là sai nhiêu? À sai 100 dB. Thì các bạn thấy là đây là chúng ta cho máy máy điện thoại đúng không? Sao máy tính bàn thì sau đó chúng ta sẽ sửa lại sao không thành vấn đề gì cả. Đúng không nào? Demand 100. Copy cho thằng dưới. Rồi, chúng ta đã xong phần kết tầm rồi. Bây giờ chúng ta sao các bạn? À mới là lao kết tầm thôi, bây giờ chúng ta cần đổ nó vào đâu? Đúng rồi, đổ nó vào review đúng không? Đúng không? Chúng ta cần đổ dữ liệu, đổ dữ liệu vào này ha. Vậy các bạn thấy là gì? Ở bài trước là chúng ta đã thêm danh sách các bạn ăn rồi, đúng không? Chúng ta đã thêm à, chúng ta đã thêm các bạn ăn rồi. Vậy chúng ta cần như bạn, chúng ta cần lấy ra gì? Danh sách các bạn ăn mà chúng ta đã thêm. Đúng chưa nào? Thì các bạn thấy là ở bảng bàn ăn á, ở cái phần mà phân tích á, thì chúng ta có mấy bảng, mấy mấy trường dữ liệu à tên bàn và và mã bàn. Vậy chúng ta cần gì? Có phải bàn ăn là một đối tượng đúng nào? Đúng không? Bàn ăn là một đối tượng và nó là một bảng và chúng ta cần tạo cho các bạn. À đúng rồi, tạo một lát DTO ha. Với tên lại các bạn, bàn ăn D, T, O Được chưa nào Ok Rồi bây giờ chúng ta sẽ có gì đây À đúng rồi mã bạn À mã bạn Rồi chúng ta có gì các bạn Chính là À tên bạn đúng rồi ha Rồi chúng ta gì đây Getter setter cho nó Rồi thì đem lên đầu ha Chúng ta không nên để dưới đích Rồi được chứ các bạn chúng ta đã có rồi bây giờ chúng ta cần gì làm câu chi vấn lấy ra danh sách các bàn ăn đúng không vậy các bạn thấy là như như mình nói là làm câu chi vấn lấy ra gì danh sách các bàn ăn có nghĩa là phải là chúng ta lấy ra là danh sách gì đối tượng bàn ăn data đúng không có phải là mỗi một thằng bàn ăn data này là gì một bàn đúng không các bạn ví dụ như là một bàn của chúng ta đâu rồi à, cái cái tầm cái tầm chúng ta cần custom tầm để mình giải thích cho các bạn đây Có phải nguyên một đống này nè Một thằng như vậy nè Có phải là một bàn đúng không Và có phải một bàn nó có thông tin gì Tên bàn và mã bàn Đúng không Tên bàn và mã bàn Đúng không Ví dụ như thêm một bàn nữa Thì nó là gì Mà là một đối tượng một đối tượng bằng ăn DTO nữa một thằng này là một bàn ăn DTO một thằng này là một bàn ăn DTO một thằng này là một bàn ăn DTO, DTO vậy chúng ta có gì danh sách các gì các bàn ăn DTO vậy dữ liệu chúng ta chi vấn chúng ta phải trả các bạn à danh sách các bàn ăn DTO đúng không rồi chúng ta sẽ trả ra danh sách các bàn ăn DTO đây Nè vậy có phải là chúng ta cần làm ra một phương thức trả ra là danh sách các bàn ăn DTO đúng không các bạn đây list list đây list là danh sách chứ nữa các bạn đúng không nào bàn ăn DTO như lúc nãy mình nói nè trả ra danh sách các bàn ăn DTO thì cái này bạn thấy là danh sách bàn ăn DTO đúng không nếu mình để như vậy là gì à phương thức trả về sẽ là một cái list bàn ăn DTO có nghĩa là một cái danh sách bàn ăn DTO à rồi ví dụ như đây là lấy là à lấy danh sách bàn ăn lấy tất cả đi ha lấy tất cả bàn ăn rồi lấy danh sách lấy tất cả bàn ăn rồi có nhận tham số gì không không đâu nhận tham số đúng không bởi vì chúng ta bạn thấy là chúng ta có bao nhiêu bàn ăn thì chúng ta lấy hết đúng không chúng ta không có tham số đúng chưa thì bạn thấy là cần trả ra một danh sách bàn ăn vậy mình cần gì à mình cần tạo ra một danh sách bàn ăn đúng không bàn ăn dto đây mình đặt tên là list ha lấy tên nó luôn, luôn là bạn DTO list bằng mình nêu một cái array list. Được chưa các bạn? Thì array list này sẽ là bạn ăn DTO. Rồi, như vậy là gì chúng ta đã tạo ra một danh sách các bạn ăn đúng không? Thì chúng ta return. Return bạn ăn DTO.list. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn thấy là gì? À đối tượng trả về của cái hàm này là gì? Một danh sách các bạn ăn DTO. Bởi vậy mình mới gì mình mới tạo một danh sách các bạn DTO và mình trả về trả về danh sách đó đúng không có nghĩa là mình trả về cái này à thì bạn thấy được rằng là gì chúng ta mới có danh sách thôi danh sách này chưa có gì cả vậy các bạn thấy là gì chúng ta cần phải chi vấn dữ liệu đúng không và chúng ta gì add add cái dữ liệu đó vào thẳng à danh sách bạn order này vậy mình chi vấn vậy mình sẽ có câu chi vấn đúng không nào chuyên chi vấn bằng có phải là chúng ta đang cần gì à lấy hết tất cả các bằng ăn mà có trong cơ sở dữ liệu bằng cách select sao from form vậy các bạn à, đúng rồi bảng bằng ăn thì chúng ta sẽ gọi là reatable table bằng ăn như vậy chúng ta đã lấy được gì danh sách tất cả bàn ăn thì bây giờ chúng ta gì đây đúng rồi chúng ta chi vấn thôi có phải là khi chúng ta khi chúng ta gọi câu query thì nó trả ra chúng ta vậy một cơ so đúng nào vậy chúng ta khai báo cơ so bằng bằng gì các bạn database chấm query đúng không nhận vào câu chi vấn nó sẽ nhận vào câu chi vấn nè rồi nhận tiếp với kia các bạn hả nè các bạn thấy nè argument argument chúng ta không có chúng ta để null được chưa thì chúng ta có được con cơ sò đúng không rồi bây giờ đây để mình giải thích mình mở bên giải thích rồi thì bạn thấy nè khi mà chúng ta chi vấn mà nó có dữ liệu quá các bạn à đây mình vẽ ra cho bạn xem khi mà chúng ta chi vấn có dữ liệu thì nó sẽ trả ra ví dụ như là các bạn ăn chúng ta có ba ba giá trị đi ha a ba hai cột đúng không không rồi chúng ta sẽ có hai cột rồi khi mà chúng ta chi vấn thành công nha như bây giờ mình đang nói là chúng ta chi vấn thành công được chưa các bạn rồi thì có phải là nó trả ra chúng ta danh sách các dữ liệu như thế này đúng không đây nó trả ra chúng ta danh sách các dữ liệu như thế này được chưa các bạn ví dụ như nó trả ra chúng ta là uh, mã bàn ăn rồi sau đó nó trả ra chúng ta là bên đây là tên bàn ăn hai hai trường mà hai trường dữ liệu là mã bàn ăn và tên bàn đúng không ví dụ như mã bàn thì đây sẽ là mã một chẳng hạn rồi uh, tên bàn chúng ta đặt là bàn một đúng không bàn một thì tương tự thằng dưới đây là mã 2 bàn 2 nếu, nếu như cái đây là mình ví dụ trường hợp mà mình chỉ vấn thành công ha rồi đây là mã 3 bàn 3 rồi sau đó là mã 4 và bàn 4 thì các bạn thấy là khi chúng ta chi vấn thì nó trả ra chúng ta như vậy và cơ so các bạn thấy là cơ so đúng không nó chạy chúng ta bạn này và con và một con chó thì lúc này con chó này á chúng ta chưa biết con chó nằm đâu con chó là như vậy nữa các bạn là nó chạy ra chúng ta con chó là nằm như vậy được chưa đó đây là con chó kia là trả cho chúng ta con cơ so trả cho chúng ta một cái danh sách bằng ăn và con chó thì bạn ấy là lúc này con chó chúng ta nằm đâu chúng ta không biết như lúc nó nằm trong soạn các bạn nó không nằm không biết vậy chúng nhiệm vụ chúng ta là gì chúng ta cần phải di chuyển con chó này đến vị trí đầu tiên có phải là nằm ở đây không đúng không nằm ở đây để chúng ta lấy giá trị đó các bạn vậy các bạn thấy là di chuyển con chỏ đến đầu tiên thì các bạn thấy được đây là gì ở đây là nó trả ra chúng ta con chỏ rồi đúng không vậy chúng ta vậy di chuyển tới vị trí đầu tiên vậy mình gọi cơ so chấm mutu first để anh chi? khi mình gọi cơ so chấm này thì nó sẽ chỏ con chỏ mình tới vị trí đầu tiên của dữ liệu mà nó chi vẫn được ha rồi bây giờ nó tới vị trí đầu tiên rồi thì các bạn thấy là khi chúng ta con chọn chúng ta tới được vị trí, vị trí đầu tiên chúng ta lấy dữ liệu xong đúng không chúng ta cần các bạn à chúng ta cần nhảy vào vị trí thứ hai chúng ta cần lấy lấy dữ liệu vị trí thứ hai xong chúng ta cần gì à chọn chọn xuống vị trí thứ ba lấy dữ liệu vị trí thứ ba xong chọn chọn xuống vị trí thứ tư đúng không ví dụ như là chúng ta lấy vị trí thứ nhất xong đúng không thì chọn chúng ta cần phải nhảy vào vị trí thứ hai Ben thì nó có vẻ một tí ha các bạn ha à, nó tới vị trí thứ hai lúc này vị trí thứ nhất bỏ đúng không đúng không các bạn sau đó thì tới vị trí thứ à thứ ba đúng không đó thứ ba nó cứ như vậy nó cứ như vậy cho thế nào hết gì hết dữ liệu thì các bạn thấy được gì các bạn thấy là con chỏ chúng ta còn di chuyển khi nào khi nào còn dữ liệu thì con chỏ chúng ta còn nhích xuống đúng không vậy có phải là các bạn thấy là lúc này chúng ta cần gì cần một dòng lập quay đúng không dòng lập quay đó có ý nghĩa là khi nào con chỏ này chưa nằm ở vị trí cuối cùng thì chúng ta còn còn nhích con chó xuống để chúng ta lấy dữ liệu đúng không vậy là các bạn thấy là khi nào khi à, như mình nói là khi nào con chỏ đúng không chấm y các bạn thấy là vị trí cuối cùng có phải là y after last đúng không các bạn thấy là khi nào y after last thì con, con này câu này là câu đấy nghĩa là gì khi nào con chỏ là vị trí cuối cùng thì chúng ta làm hả à? đâu đúng đúng không như câu này nãy mình nói là gì khi nào con chỏ không phải là vị trí cuối cùng thì chúng ta tiếp tục vậy nhích 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 con chỏ xuống một và chúng ta lấy dữ liệu vậy các bạn thấy là cái này là gì cái này là khi nào con chỏ là vị trí cuối cùng không đúng đúng không chúng ta phải là gì phủ định con này vậy là không là vị trí cuối cùng thì chúng ta gì đây à chúng ta nhích con chỏ cơ so chấm mutunet thì khi các bạn gọi mutunet thì con chỏ nó sẽ là gì nhảy xuống một vòng ha vậy các bạn thấy là gì trước khi nhảy xuống vòng chúng ta cần các bạn à chúng ta cần lấy dữ liệu cái dòng này đã rồi chúng ta mới nhảy xuống luôn vậy chứ vậy ở trên đây ở trên chữ Multinet chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu được chưa các bạn đúng không rồi đúng rồi đúng không wow, quá đơn giản ha rồi thì bạn thấy là gì dữ liệu chúng ta trả ra gì một danh sách các list bàn ăn DTO đúng không vậy mình cần tạo ra gì à mình cần tạo ra là bàn ăn DTO mình cần tạo ra một đối tượng là bàn ăn DTO bằng new bàn ăn DTO các bạn lưu ý là chúng ta sẽ tạo trong hầm while nha tại vì khi chúng ta có phải là các bạn thấy là khi chúng ta diệt tới đây đúng không có phải đây là một đối tượng bằng ăn đúng không đúng không thì chúng ta mới new nó ra để chúng ta lưu lại new một bàn ăn mới để chúng ta lưu lại đúng không khi dòng thứ hai đúng không chúng ta new bàn ăn mới chúng ta lưu lại dòng thứ ba chúng ta nêu một bàn ăn mới và chúng ta lưu lại thì đây chính là ý nghĩa của nó đúng chưa nào rồi bây giờ mình lấy giá trị bàn lấy giá trị nè chấm set mã bàn bằng gì có phải là chúng ta đang lấy giá trị mã bàn đúng không thì để có một cách các bạn lấy giá trị các bạn gọi cơ chấm get in mã bàn chúng ta là kiểu in thì chúng ta get in ha rồi các bạn thấy là column nó báo là gì in column index thì nó báo chúng ta là à column index có nghĩa là vị trí á, vị trí của cột mà chúng ta lấy không thì các bạn thấy là không chính là mã bàn đúng không cộng đầu tiên là mã bàn có vị trí không tên bàn có vị trí là một nhưng các bạn thấy nè khi chúng ta làm việc với nhiều trường dữ nhiều trường dữ liệu á, chúng ta có nhớ có chúng ta có nhớ được mã bàn nằm vị trí số không không tên bàn nằm vị trí số một không không bao giờ nhớ được đúng không có vậy có vậy chúng ta đặt câu hỏi đặt ra là chúng ta có cách nào mà chúng ta truyền cái tên đúng không cái tên ví dụ chúng ta truyền cái tên mã bàn này vào thì nó biết được là chúng ta sẽ lấy giá trị gì của thằng mã bàn có hai các bạn ha thì bạn thấy là gì ở đây nó nhận vào column index đúng không vậy chúng ta xem là có cái nào cho phép chúng ta lấy cái tên mà nó trả cái column index hay không chúng ta gọi thử cơ so chấm get column index đây có đây get column index thì trả cho chúng ta à nó trả ra vị trí của cột Chứ khi chúng ta truyền vào gì tên à tên cột thấy chưa thì bạn thấy là mình đây create database chấm Uh, table bàn mã bàn đúng không các bạn đúng rồi đúng nào rồi chúng ta tiếp tục là gì copy này đi ha rồi chúng ta đây là tiếp theo là chúng ta có tên bàn đúng không tên bàn thì tên bàn chúng ta là kiểu trinh thì chúng ta sẽ là get trinh để cho các bạn thì chúng ta đổi lại là table bàn ăn tên bàn thì bạn thấy là lúc này chúng ta tạo được một đối tượng DTO riêng lẻ rồi chúng ta cần ẹt thằng này vào đâu à vào danh sách đúng không vào danh sách bàn ăn DTO rồi wow, chúng ta gọi bàn ăn DTO list chấm thì chúng ta sẽ ẹt gì bàn ăn DTO đúng không chúng ta ẹt đối tượng bằng kia DTO thì lúc này chúng ta sẽ có được à danh sách các bàn ăn được không nào rồi chúng ta return nó ra ha à. sau bây giờ chúng ta sẽ quay lại là cái việc Custom, tầm đúng không chúng ta lấy dữ liệu rồi bây giờ dữ liệu này chúng ta đổ vào đó các bạn à chúng ta Custom tầm review đúng chứ nào rồi vậy bây giờ chúng ta cần phải tạo gì à tạo một file java để chúng ta kết tầm kết thừa về gì bay adapter hoặc array adapter để chúng ta Custom tầm review ha à, vậy mình sẽ tạo ra một cái last adapter để mình quản lý các adapter được chưa các bạn à một nó đúng ra là một folder đó, ha ví dụ như đây là adapter mình đặt tên là Custom tầm đi ha đó các Custom tầm adapter được chưa rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một Lab Ví dụ đây là adapter uh, hiển thị bàn ăn adapter. Được chưa? Qua các bạn có thể đặt lên là adapter hiển thị bàn ăn. Đó. Ok. Ở đây mình sẽ sử dụng là spider adapter. Bởi vì sao? Bởi vì sao mình sử dụng bay adapter mình không sử dụng array uh, array adapter bởi vì như vậy là các bạn bởi vì bay adapter á, nó cho phép chúng ta là linh động hơn cái việc mà chúng ta tạo cái phương thức truyền vào cho nên mình thích sử dụng bay adapter hơn là cái việc mà mình sử dụng array adapter ha thì các bạn thích xài cái nào cũng được thì bay nguyên lý bay adapter và array adapter nó cũng giống nhau thôi nhưng mà bay adapter đó thì cho phép chúng ta tự tạo phương thức cái tạo ha bit adapter hiển thị bằng ăn rồi thì tham số truyền vào bao giờ có gì các bạn có phải là cái gì cái bối cảnh đúng không hay còn gọi là activity gọi adapter này vậy chúng ta sẽ có là contact à sau đó là cái bạn có phải là các bạn thấy là thằng review chúng ta cần có layout kết tầm đúng không vậy chúng ta nhận vào gì một cái kêu in gọi là cái layout ha in mà cái layout chúng ta kết tầm layout rồi tham số thứ ba các bạn có phải là giá trị mà chúng ta muốn lót lên không danh sách đó danh sách các bạn ăn mà chúng ta muốn lót lên uh, lên review đúng không vậy chúng ta nhận vào một cái list bàn ngắn detail Rồi, bây giờ mình sẽ khai báo mình cần sử dụng ba biến này mà đúng không? Cho nên mình sẽ khai báo ba biến cục bộ để lưu trữ lại ba biến này khi mà mình khởi tạo ra thằng adapter thì bằng ăn ha. In layout rồi mình sẽ có tiếp là bàn ăn list bàn ăn detail Bằng ăn detail list rồi bây giờ mình gán là à, còn test mình khai báo ở đó bằng còn test mà mình truyền vào rồi sau đó là layout mình khai báo ở đó bằng layout mình truyền vào. Rồi sau đó tiếp là bàn ăn, à clip bàn ăn bằng clip bàn ăn mà mình truyền vào. Được chưa? Rồi ở đây là get cao thì chúng ta gì? Có phải chúng ta điếm cái clip bàn ăn này có bao nhiêu, bao nhiêu giá trị đúng không? Thì chúng ta return ra là gì? À bàn ăn list đúng không? Bàn ăn list list chấm chấm sai. Và là các bạn là chấm uh, get count cho chấm sai nè, đúng không? Có bao nhiêu, có bao nhiêu giá trị. Rồi, trả ra get item, đó là vị trí thì chúng ta sẽ trả ra gì đây. Bàn ăn DTO list chấm get position. Có nghĩa là chúng ta khi chúng ta gọi get item thì nó trả ra chúng ta một đối tượng bàn ăn DTO ha. Rồi get id thì chúng ta có thể gọi là bàn ăn list chấm get vị trí position đúng không? Chấm get id get mã bàn. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta là phần cách tầm giao diện đây. Thì các bạn thấy là mình khuyên các bạn là luôn luôn sử dụng view holder đúng không? Khái niệm view holder thì một số bạn cũng đã biết rồi chúng ta luôn sử dụng view holder để chúng ta gì lưu trữ lại thằng à, à, nó đúng ra là chúng ta lưu trữ là cái việc mà các view mà chúng ta đã tìm rồi á, chúng ta đã file view khi mà chúng ta sẽ dựng list rồi á, ha rồi thì bây giờ mình sẽ khai báo một cái view holder vậy các bạn mà mình khai báo một lát đi ha burst list rồi mình sẽ giải thích tiếp burst list lát à, đây mình sẽ đặt là view holder Bàn ăn rồi thì bây giờ các bạn thấy nè Bây giờ làm sao các bạn biết được view holder của bạn có bao nhiêu view ở trong đó ha à, Vậy để biết được view holder của bạn có bao nhiêu view trong đó Các bạn làm ơn các bạn có một hữu thật rất là hay Các bạn nhìn qua lại đây Nhìn lại qua thằng cấp tầm leo hiển thị bằng ăn này Các bạn xem chúng ta có bao nhiêu view Bao nhiêu các bạn Một Bao nhiêu chúng ta lần tiêu chữ nè Một nè đúng không Hai nè Ba nè Bốn nè Năm nè đúng không Vậy chúng ta cần gì đây à ba cái bốn cái mịt view và một cái test view đúng không vậy mình khai báo à, quay trở lại đây vậy là mình khai báo ở đây để về bạn à bốn cái mịt view y mịt view đầu tiên mịt view đầu tiên là gì y mịt bàn ăn đúng không đi mịt thứ hai là y mịt gọi món y mịt thứ ba là y mịt thanh toán y mịt thứ tư là y mịt ẩn button. tên rồi chúng ta có cái gì đây một cái test view là gì à một cái test view là tt tên bàn ăn được chưa? Chúng ta cần lưu trữ mấy lệnh này mà. Bởi vì sao nè? Bởi vì sao chúng ta cần phải có view header? Rồi, mình sẽ giải thích luôn ha. Tại vì có thể là có một số bạn còn mơ hồ ha. Thì mình giải thích kỹ thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn thôi ha. Thì nếu như vậy thì các bạn chúng ta sẽ hơi tốn một thời gian một tí. Rồi bây giờ mình vẽ. Ví dụ như mình ví dụ như đây là một cái review của mình nha các bạn. Đây là một cái review. Thì list view, nguyên lý view của list view review nó y chang nhau ha các bạn, không khác gì hết. Mình ví dụ như đây là à, mình ví dụ đi, ví dụ như đây là vào cái bàn ăn đầu tiên của mình nha đúng không khi mà mình khởi... get view á khi get view nó chạy ha nó sẽ trả cho mình một cái bàn ăn như thế này nè đúng không ví dụ như ở đây còn chỗ trống nó, nó sẽ có thanh ron bên đây ha các bạn thanh ron đây mình vẽ thanh ron bên đây nó sẽ có thanh ron ha đây là thanh ron nha rồi thì các bạn thấy là đầu tiên thanh ron chúng ta chưa xuất hiện thanh ron đúng không thanh ron chúng ta còn nằm trên đây có nghĩa là những cái view mà còn hiển thị trên thanh ron đó nó đều hiển thị ở phương thức get view hết ha thì chúng ta đây ví dụ như vậy đó, ví dụ như vậy ví dụ rồi mình ví dụ như là khi chúng ta ron xuống cuối cùng ha? khi chúng ta ron xuống cuối cùng á và có phải là thằng trên đầu này nó mất đi không các bạn các bạn lưu ý là khi chúng ta ron cuối cùng thì thằng trên đầu nó mất đi đúng chưa nó mất đi và vậy có phải là lúc này ở dưới này nè ở dưới này là cái view chúng ta ví dụ như là cái list view chúng ta là có 10 giá trị đi như thằng này mới thì có bốn giá trị thôi còn hai giá trị dưới nữa nhưng mà nó bị khuất cái màn hình này có phải là khi chúng ta ron xuống thì nó tạo ra gì À, nó tạo ra hai giá trị đó đúng không nó tạo ra những giá trị còn lại đúng chưa thì bạn thấy là do thằng này gì hết chỗ thì này sẽ mất đi và hai thằng thế ra thì bạn thấy là việc mất đi thế ra thì cái việc chúng ta file view body nó lặp đi lặp lại vậy lặp đi lặp lại hoài đúng không nào đúng không vậy việc các bạn thấy là khi chúng ta ron xuống bây giờ để chúng ta ron xuống nó lại file nó lại file nó file view body ba năm cái mệt view này và là năm năm cái view này đúng không rồi khi chúng ta ron lên thì phải là có phải là bốn thằng này mất không và bốn thằng này nó hiển thị lại đúng không? nó tạo lại bốn này đúng không? thì các bạn thấy lúc này là gì? nó lại file view bốn này lại đúng không? vậy để tránh cái trường hợp mà nó file view lại á các bạn ha 5, nó file view lại á thì lúc này chúng ta kiểm tra xem là à thằng còn vật view chúng ta có giá trị không? có nghĩa là các bạn thấy là có phải là khi chúng ta ron thì nó còn những cái thằng khoảng giữa này nè thằng khoảng giữa những thằng khoảng giữa này còn hiển thị nó không mất đi đúng không? đúng không? thì những thằng này nó gọi là còn vật view ha à, những thằng này nó gọi là còn vật view gọi là view á nó gọi là view đây nó gọi là mấy con vật view nè các bạn đây các bạn thấy nè đây nè con vật view ha à, nó chính là nó đó đó con vật view à con vật view thì bạn thấy là gì thằng mặc dù thằng trên mất nhưng thằng dưới nó vẫn còn và chúng ta cần kiểm tra gì à chúng ta cần kiểm tra thằng con vật view này chúng ta có khác luôn hay không đúng không nếu như nó khác luôn thì bằng cách nào đó chúng ta gì chúng ta lấy lại bốn thằng này chúng ta đem xuống đây được không để tránh cái việc mà chúng ta phải view 3 đi lại đúng không đó là lý do chúng ta có hữu tập view là như vậy ha rồi lúc nãy mình nói là gì cần kiểm tra xem là Còn vật view có khác nôn hay không đúng không vậy mình kiểm tra ha đầu tiên mình gắn một cái view đi mình tạo một cái view bằng cái con vật view đi ha rồi bây giờ mình kiểm tra xem là cái view này nó có khác nôn khác hay không nếu như view chúng ta mà khác nôn bằng bằng nôn trước đi bằng bằng nôn đúng không có phải các bạn thấy là lần đầu tiên là chúng ta chưa có gì hết đúng không? nếu mà bằng nul thì chúng ta vậy à bắt đầu khởi tạo các view đúng như nào vậy là mình sẽ khởi tạo layout later. à mình khởi tạo layout nha nếu như chưa có mình khởi tạo layout phải không? các bạn thấy là đầu tiên là gì? các bạn lĩnh view chúng ta trống lỏng đúng không? đúng không? là còn lĩnh chúng ta là nôn đúng chưa các bạn? thì sau đó chúng ta cần tạo layout và chúng ta đổi giá trị vào thì lúc này là còn lĩnh chúng ta sẽ khác nôn ha vậy đầu tiên nếu như nó nôn thì chúng ta khởi tạo layout bằng content chấm get system service Layout in letter service. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn gì? View, mình đang khởi tạo layout các bạn. Đây view bằng layout của view cho bằng gì? In letter chấm đúng chưa? Đây, các bạn thấy là lúc này chúng ta sẽ truyền vào file layout. À, đúng không? Truyền vào file layout và chúng ta sẽ truyền gì đây? Đây các bạn thấy là ba giá trị view left và một attack ha. Ba layout chúng ta sẽ có là file layout chúng ta là r chấm 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 layout chúng ta các bạn lưu ý là lúc này phía biến biến r chúng ta rất là nhiều thì chúng ta sẽ chọn biến r của app order food ha chấm kết tầm đúng không chúng ta có layout rồi vậy container chúng ta là cái gì có phải là view rub view rub chúng ta làm parent này đúng không các bạn rồi chúng ta để cho parent rồi thì hằng này chúng ta sẽ để là font cứ hỏi là có gắn vào thằng cha nào hay không ha chúng ta để là font vậy các bạn thấy là lúc này chúng ta đã có được cái thằng layout kết tầm này rồi có nghĩa là chúng ta đã có được này rồi nè có được này cho cái uh, cho cái review chúng ta rồi á ha chúng ta có được rồi rồi bây giờ khi chúng ta có được rồi thì chúng ta làm gì nữa các bạn à chúng ta file view bay đi và chúng ta gán giá trị đúng không rồi mình sẽ file view đi à, mình sẽ khai báo nè các bạn các bạn thấy là lúc này mình sử dụng lúc này mình sử dụng uh, gì hỗ trợ view holder rồi vậy lúc này nếu như bằng bằng nôn thì mình sẽ khởi tạo view holder ra view holder hay là các bạn có thể để biến cục bộ đi cho nó biến cục bộ đây cho biến cục bộ luôn đi đó view Honda bằng ăn ha à, rồi đây sẽ là view Honda bằng ăn bằng chúng ta nêu nó ra đúng không các bạn chúng ta nêu ra thì các bạn thấy là được gì có phải là thằng này có 5 giá trị tương ứng với 5 giá trị của thằng view Honda không đây tương ứng đúng không vậy mình làm gì đây mình gọi view Honda chấm image ở ừ, đúng rồi image uh, bằng ăn làm theo tự ha in bằng ăn có phải là bằng gì bằng view chấm file view đi có phải là bằng bàn ăn của thằng gì thằng leo này không có phải là bằng này không đúng không mình quán cái, cái, image view của thằng thằng view bằng cái image view của này để sau được sau chia sau đó làm chi để sau đó là mình xét lại xem là nó có khác rộng hay không thì mình khi mà nó khác luôn đó thì mình đưa vào mình chỉ cần lấy nó ra thôi đúng không mình không cần file lại mình không cần file vbd lại ha r chấm id chấm image Bằng ăn rồi, kép kiểu về Copy ha, copy cho nhanh ha các bạn Vì chúng ta gõ là có thể nó nhắc lệnh khá lâu á 2, 3, 4 Rồi, chúng ta sẽ tiếp là y thanh toán nè Gọi món chứ hả Gọi món nè, ở đây sẽ là y gọi món Rồi, đây sẽ là y thanh toán Ở đây sẽ là y thanh toán Và ở đây sẽ là Y uh, ẩn Unbutton Và đây sẽ là y mật Rồi chúng ta tới còn cái gì các bạn? À chúng ta còn có test view ha. chấm tt t bằng ăn bằng view chấm file view by đi r chấm id chấm tt t bằng ăn. Rồi các bạn thấy là đây là trường hợp là null. thì các bạn thấy là bây giờ chúng ta cần lưu trữ cái thằng view holder này lại đúng không? Chúng ta cần lưu trữ cái view holder này lại để gì? À để khi cái view view thứ cái những cái, khi mà chúng ta ron xuống á, cái view mới được tạo ra á, thì chúng ta tránh được cái việc mà gì chúng ta gọi là thằng file view đúng không vậy chúng ta lưu trữ thế nào à chúng ta lưu trữ trong cần vật view đúng không Khi là chúng ta lưu trữ ở thằng này nè để chúng ta xét xem à thằng này có chưa có rồi chúng ta chỉ cần lấy nó ra thôi ha và chúng ta gọi view các bạn thấy lúc này cần vật view chúng ta có phải là view không mình đã gắn view bằng cần view rồi đúng không nào view bằng à, view chấm set set tab ha mình sẽ lợi dụng thằng set tab để mình vậy à, mình xét view holder chuyển cái view holder vào để lưu trữ thằng view holder của mình rồi sau đó mình xét ngược lại ngược lại có nghĩa là gì ngược lại có nghĩa là, nếu như thằng view chúng ta khác nôn thì sao các bạn à, chúng ta gắn view holder chúng ta bằng cái gì bằng view view chấm get thôi cắt nó về view holder sau đó chúng ta gắn giá trị à, gắn giá trị cho nó đúng không đúng không nào các bạn thấy là nếu như trường hợp này có phải là gì khi chúng ta gọi get tab là chúng ta đã gì đã chúng ta đã file rồi đúng không chúng ta chỉ cần get mấy cái file đó ra lại thôi và chúng ta gán render bằng gì bằng mấy chúng ta đã file rồi thì chúng ta thấy là chúng ta tối ưu được cái code của chúng ta đúng chưa nào rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi view chấm tên bằng ngăn đúng không thì vậy tên bằng ngăn chấm set test vậy cái test này đâu ra đây cái test này có phải là gì các bạn có phải là cái list bằng ngăn để tôi mà chúng ta truyền vào đúng không đúng không các bạn đúng không vậy mình gán nè vậy là mình vậy có phải là mỗi mỗi clip bạn ăn tiêu là nó chứa một cái bàn hàng bạn ăn dto đúng không vậy mình ghi mình gọi bàn ăn dto bằng bàn ăn dto list mình lấy gì mình lấy danh sách các bạn ăn ha ở vị trí ở vị trí mà à, vị trí mà kêu view chúng ta truyền vào ha thì vị trí đó có nghĩa là gì có phải là khi một có phải là có phải lúc này các bạn này bạn thấy là thằng review thằng review chúng ta nó tạo là gì ví dụ như nó tạo năm bằng ăn thì có phải là lúc này là thằng gì à thằng danh sách bằng ăn chúng ta có năm giá năm 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 giá trị đâu vì chính vì nó có năm giá trị nên review chúng ta tạo năm bằng ăn tương ứng với năm giá trị đó thì những cái bầu season này cái bầu season này đó các bạn là nó bầu season này nè là nó tương ứng với lại những giá trị khi mà review nó tạo ra cho nên chúng ta chìm vào bầu season thì chúng ta sẽ lấy được vị trí cái bàn ăn ha chấm set test bằng gì bàn ăn dto chấm get tên bàn đúng không đúng các bạn rồi đúng rồi ha bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ là view handler có cần mã bàn không nhỉ có cần hình không có cần hình bàn ăn không không đúng không đúng không bây giờ chúng ta chỉ là cần lót lên thôi vậy các bạn thấy là cái thằng image bàn ăn vậy mình gửi món image bàn nè image gửi món nè image thanh toán nè image ẩn bất tin nè chúng ta có cần có cần xét uh, cái gì cho nó không không đúng không chúng ta chỉ cần lấy động tên bàn thôi đúng không vậy chúng ta trả ra cái view rồi chúng ta đã xây dựng được một cái adapter rồi đúng chưa chúng ta xây dựng adapter rồi bây giờ nhiệm vụ còn lại chúng ta là cái bạn hả dữ liệu đúng không vậy thằng nào gọi adapter này có phải là thằng hiển thị bằng ăn phép mình này không nó cần gọi adapter đúng không để nó xét vào thằng review thì các bạn thấy là review nằm đâu nè các bạn thấy là thằng này đang nằm ở đâu nằm ở hiển thị leo thì bằng ăn mà leo thì bằng ăn đang nằm đâu các bạn à đang nằm ở thằng hiển thị bằng ăn cái phép mình vậy mình sẽ gọi cái code cái tầm adapter nằm ở đây à vậy bắt đầu tiên mình gọi review review đặt tên đàng hoàng ha review hiển thị bàn ăn rồi mình sẽ dễ tìm nó bên giao diện đúng như nào review hiển thị bàn ăn bằng view chấm file view .rmd chấm review hiển thị bàn ăn Cách kiểu về đúng không rồi bây giờ chúng ta cần phải gì? Có danh sách các bạn ăn ha. Vậy mình tạo ra một cái list. Bạn ăn DTO. Đúng không? Có phải là thằng adapter của mình đang đói khác thằng gì? À nó đang đói thằng bạn ăn DTO nè. Vì chúng ta chưa có bạn DTO thì làm sao nó gắn giá trị cho list view chúng ta được. bây giờ thằng bạn DTO này chúng ta ở đâu đây? À đây tự trong câu chi vấn chúng ta mà ra đúng không? Vậy chúng ta có thêm thằng gì? Vậy để gọi được câu chi vấn này chúng ta cần phải có gì? À khởi tạo thằng bạn ăn DTO đúng không nào? Vậy chúng ta có thẳng bàn ăn DAO Rồi chúng ta khởi tạo nó Bắt đầu Bàn ăn DAO trước đúng không Bằng new bàn ăn DAO Chuyện của các bạn nó nhận vào cái contest đúng không Contest này chúng ta là gì À get activity Thì get activity là gì mình đã giải thích đúng rồi đúng nào Get activity là gì các bạn À nó lấy ra activity mà thằng phép mình được dán vào Đúng chưa à Rồi sau đó chúng ta gì các bạn Thông qua bàn ăn dao này chúng ta gọi một là bàn ăn DAO chấm Lấy tất cả bằng ăn Thì bạn thấy là lấy tất cả bằng ăn này trả chúng ta các bạn À màu danh sách các bằng ăn D, DTO Vậy các bạn Vậy các bạn, các bạn thấy lúc này chúng ta là gì Thằng bằng ăn DTO list này chúng ta bằng gì À bằng thằng này Đúng chưa Rồi Vậy là chúng ta đã có các bạn Chúng ta đã có, ta đã có danh được danh sách các bạn ăn rồi Bây giờ chúng ta cần Đổ vào adapter đúng chứ nào Và chúng ta gọi adapter Hiển thị bằng ăn Bằng New adapter hiển thị bằng ăn chúng ta nhận vừa vậy còn test à, còn test chúng ta là get activity đúng không layout là gì à, layout chúng ta sẽ là r chấm id chấm lay kết tầm layout đúng không đúng không chấm layout hả chúng ta chấm id chấm layout chấm kết tầm layout rồi tranh sách bằng ăn chúng ta đã có chưa có rồi chúng ta đã đang làm trên đây rồi bet nó chấm phải rồi được chưa các bạn bây giờ chúng ta gắn adapter này cho thẳng à, cho thằng review à, view hiển thị bằng ngăn chấm set adapter bằng adapter hiển thị bằng ngăn thế chúng ta gọi adapter hiển thị bằng ngăn chấm notify data set chain rồi chạy lên thử ha để coi nó ra hay không cái đã rồi chúng ta chạy lên ha các bạn rồi nhập vào phạm tuân 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Rồi các bạn thấy là việc gì À chúng ta có danh sách các bạn ăn rồi Đúng không đây Lót lên rồi đây Đúng chưa các bạn Rồi bây giờ là chúng ta có một nhiệm vụ rất là quan trọng đây Các bạn thấy là gì Chúng ta cần tinh chỉnh layout lại một tí đúng không Và mình sẽ nêu ra một lỗi nữa ha Rồi sau đó là mình sẽ giải thích lại cái nguyên tắc lúc nãy rồi chúng ta làm Có thể là do lúc vừa làm vừa, vừa có Nếu mình giải thích không hiểu một tí ha Thì mình sẽ giải thích lại Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉnh giao diện lại một tí cái đã các bạn thấy là về đây chúng ta cần uh, xịt này xuống tí đúng không xịt xuống một tí đối các bạn vậy là chúng ta có mở gin mở gin gin nào đây thằng này đúng không chúng ta cần có mở trong này để cho nó mở top á ha đây mở top nè cho nó 10 uh, 10 db để cho nó xịt xuống một tí top và bất luôn đi Ha cho đẹp cho thêm cả bất là 10 db cho bất thôi rồi ok à, mở top mới đúng chứ nhỉ tại vì nếu như các bạn thấy là nếu như nó tạo ra thêm một cái mới nữa thì nó phải canh top đúng không Vậy chúng ta lấy lại một top ha không lấy mà gin mất tầm rồi được chưa rồi chúng ta cho này mở nó ra một tí ha mở gin ra một tí rồi có vẻ được rồi ha các bạn À còn thằng này nữa đúng không Sao mấy thằng này có 5 nhỉ Vậy là thằng này phải cho 10 nè Cho nó margin-left là 10 ha Size 10db margin-left thôi Rồi chúng ta canh thêm margin-top cho nó nữa, được chưa các bạn, canh thêm margin-top nữa ha Copy ở trên đi À, top 5 thôi đúng không? Cho đồng bộ bên kia là chỉ có 5 thôi. Rồi. Như thằng này là chưa có margin, margin size 5, thằng này là 5. Vậy thì nó không đều đúng không nào? Chúng ta trả lại ha. Vậy chúng ta khỏi căn margin kia đi. Rồi, khỏi căn margin uh, thằng này. Tại vì bản chất là nó đã đều rồi đúng không? Đây, nó đã đều rồi chúng ta canh nữa nó sẽ bị lệch ha rồi ok giờ chúng ta chỉ giờ chúng ta cho nó cắt ra đúng không mình quên ha chúng ta không canh mà ghi ở đây các bạn lưu ý là chúng ta không canh mà ghi ở đây bởi vì sao chúng ta muốn gì chúng ta muốn phần này nó hở ra nè đúng không thì các bạn thấy là chúng ta muốn tất cả đều hở ra như lúc nãy các bạn thấy là mình làm ở đây là quá sai lầm quá sai lầm các bạn tại sao chúng ta phải làm đó mà chúng ta không làm gì các bạn thấy là chúng ta muốn này hở ra mà này thuộc gì đây à thuộc gì review vậy chúng ta qua review chúng ta chỉnh thôi vậy chúng ta quay qua lại cái gì leo thế này bằng ăn đúng không đây, chúng ta căn thuộc tính bedding. Bedding. Mình cho size 10. Đó các bạn thấy gì? Nó bóp, bóp lại liền đúng không? À, nó bóp lại liền. Rồi còn màu trắng thì chúng ta chỉ cần set background nó màu trắng thôi, anh rồi chấm background. Color cho màu trắng thôi, color white. Được chưa các bạn? Rồi, chạy lên. chạy lên rồi chúng ta thử uh, thêm dữ liệu ha thêm thêm dữ liệu đó cho nó uh, nó đẩy xuống nó đẩy mấy này để cho nó sinh ron đó các bạn ha để để cho nó sinh ron đó rồi ok phạm tuân đúng không nào rồi ở đây sẽ là một hai ba bốn năm sáu rồi được đúng không bạn à? màu trắng đây đúng chưa nào à rồi có vẻ ổn rồi đó đúng chưa đều rồi rồi bây giờ các bạn thấy là Chúng ta mặc định là chúng ta mấy này ẩn đi đúng không Chứ mặc định nó làm gì có đúng không các bạn Vậy là chúng ta mặc định cho nó ẩn đi Cho những này ẩn đi Vậy chúng ta định nó tính là Android Visible Là gone ha, Gone thì nó sẽ vậy ẩn đi luôn Đúng không nào à, Chúng ta ẩn nhầm thằng ha Ẩn dưới mới đúng nha Rồi ẩn dưới Ẩn lần dưới Ẩn này luôn Chỉnh biệt email Xong chúng ta chỉ cần trở lại trở lại là à tấm hình thôi đúng không rồi còn thiếu sót gì lúc nào không đúng không các bạn rồi bây giờ các bạn thấy là nếu như bây giờ mình thêm một bàn nữa đây các bạn thấy là mình là một hai bốn năm sáu không ví dụ mình thêm bàn số 7 đi thì mình đồng ý nó có cập nhật bàn số 7 liền cho mình đó các bạn không đúng không rồi vậy làm sao các bạn thấy là để làm sao khi chúng ta thêm mà chúng ta đồng ý thì này nó nó refresh lại cái thằng review chúng ta thì các bạn thấy là khi chúng ta thêm một bàn mà chúng ta bấm đồng ý thì nó nhảy vào thằng nào các bạn của thằng thiếu không ăn nó nhảy nào các bạn còn nhớ không đây mình kéo xuống nè à nhảy dùng này đúng không thêm thành công thì sao thì chúng ta cập nhật lại thằng review đúng không cập nhật lại review à, rất là đơn giản vậy đây chúng ta cần gọi đây lúc này là chúng ta cần gọi notify data set thì bạn thấy cái gì có phải lúc này adapter chúng ta cần sử dụng dưới thằng này đúng không đúng không mà để sử dụng được dưới thằng function này dưới thằng dưới cái hàm này ha dưới cái hàm đó thì các bạn sao các bạn à chúng ta cần cho lôi thằng này ra biến cục bộ thì gì thì trong hàm kia chúng ta mới xài được đúng không lôi ra biến cục bộ liền nếu đã lôi đi, biến cục bộ rồi chúng ta xóa này liền được chưa rồi nếu này chúng ta chỉ cần gọi là gì đây gán lại gì chúng ta lấy lại danh sách bằng ăn đúng không chúng ta lấy lại danh sách bằng ăn và chúng ta gì gọi adapter chấm notify ra lấy danh sách bằng ăn đây nếu như thêm thành công lấy danh sách bằng ăn và gọi lại adapter notify data set change rồi chạy lên cái à các bạn thấy là nó có tên mà ngăn nhưng mà nó màu trắng đúng không tại vì giờ chúng ta sửa lại chữ đây là màu đen ha sửa lại cái màu của test viên là màu đen android hai chấm test color là màu đen nha các bạn từ từ đi ha khoan hãy chạy lên sửa lại màu đen cái đã để mất công chúng ta chạy lên ta sửa hoài ray à. các bạn cho màu gì cũng được ha mình cho màu xanh này luôn đi ngựa mà ngựa ngựa, ngựa tí cũng không sao rồi ok Rồi nhập tên mình vào 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đồng ý 7 bàn đó các bạn Bàn 1, bàn 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mình thêm bàn 8 xem Đồng ý À sao nó vẫn chưa lót là gì Thằng Notify Data Chain Đúng không nó chưa chưa lót làng đó Rồi vậy, để có nghĩa là gì đây Có nghĩa là thằng À thằng này nó không nhận Đúng không Thằng này thằng adapter này nó không nhận Ồ oh, nguyên nhân kỳ nha các bạn thấy là trường hợp đó là nhiều lúc review chúng ta không nhận được notify data set ha nó có nghĩa là nó không nhận lại cái giá uh, trị mới của thằng data của chúng ta đúng không nó không nhận cái giá trị mới thì các bạn có thể là gì các bạn có thể gọi là review chấm set các bạn set lại adapter cho nó khúc này và các bạn nhận vào à adapter hiển thị bằng ăn rồi bạn gọi notify data set ha chạy lên Các bạn thấy là chúng ta thử mọi trường hợp nếu không được nữa chúng ta cứ mạnh dạng mà chúng ta google đúng không google mà nó chỉ rất là nhiều ha nhiều người đã hướng dẫn chúng ta rồi phạm tuân mình coi thì mình không nhớ là cách này có được hay không ví dụ như bài số 10 vẫn không được đúng không các bạn à vậy đã mình tìm cách khác ha rồi các bạn thấy nếu như vậy không được nữa thì chúng ta xét lại luôn cả cái adapter luôn đúng không chúng ta xét lại luôn cả cái này à, đó nếu như không được ha chúng ta cứ mạnh dạng chúng ta xét lại không có gì hết thì bạn thấy là cái việc xét đi xét lại Làm lại nhiều lần đúng không tách nó ra một cái hàm liền private voi ví dụ như là à đây các bạn hiển thị danh sách bàn ăn được không nếu như cứ công việc này là đi làm lại nhiều lần thì các bạn làm gì đây nắm này quăng vào đây được chưa các bạn đó không nắm nó quăng vào à đó nhân viên bạn đều này nè đó nắm quăng vào được chưa rồi bây giờ mình chỉ cần gọi này lên đây thì bạn thấy là giống nhau đúng không gọi lên đó tách tách ra hàm cho nó dễ ha à, rồi ở đây mình gọi ra rồi chúng ta chạy lên thử ha thì bạn thấy là thay gì gọi đi nhiều lại gọi đi nhiều lại ha nhiều lần thì mình tách ra luôn ha Rồi ok. Thử lại nào Phạm Tuân. 1 2 3 4 5 6. Đồng ý. Rồi, ở đây mình đã thêm sẵn ha. Bài bàn 14. Đây, có bàn 14 đúng không đấy các bạn? Đây, nó có bàn 14 đây. Rồi, thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta đã xong như vậy rồi thì bây giờ các bạn á, sau khi bài này xong á thì các bạn tự thử làm cho mình một cái lúc dụ như lít vào bàn ăn này nó sẽ hiển thị danh sách nó sẽ hiển thị mấy cái 3 bít mà chúng ta đã ẩn đó, ha các bạn ha lít vào hiển cái đã ẩn sau đó các bạn gì roll lên roll, 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 xuống như vậy để xem nó có hiện từ gì xảy ra hay không ha à, rồi thì bây giờ mình sẽ giải thích lại cái bài này ha thì bạn thấy là để làm được danh sách các bàn ăn như thế này thì chúng ta cần các bạn à cần có một cái review đúng không chúng ta muốn nó từ trái qua phải vì chúng ta cần có một cái review đúng chưa nào rồi vậy các bạn ấy là để review chúng ta có được cái hình bàn ăn và ba cái button ở dưới đây ha và cái tên bàn ăn thì chúng ta cần gì chúng ta cần phải kích tầm lại cái layout của review đó đúng không bởi vậy đó là lý do tại sao mình tạo gì mình tạo một cái kích tầm trong review đúng không mình kích tầm của review đây chính là cái kích tầm của review xem bố trí giao diện nó đúng không rồi thì sau khi mình có review, mình có custom layout review rồi Bây giờ nhiệm vụ các bạn thấy là để thằng review này nó được hiển thị được như vậy Thì các bạn thấy nó cần là cái gì đây Các bạn mọi bằng 2, bằng 3, bằng 4, bằng 5, bằng 6 này chúng ta là ghi bạn À là giá trị Đúng không? Là cái data là cái dữ liệu À vậy cái dữ liệu chúng ta đâu ra đây Có phải là chúng ta đỏ vào đâu Adapter của review Vậy các bạn thấy review chúng ta có adapter chưa Chưa đúng không và các bạn thấy đồng ý các bạn thấy là mỗi khi các bạn lưu ý là chúng ta luôn nhớ câu này nè mỗi khi chúng ta có kết tầm review thì chúng ta sẽ có gì tạo adapter để chúng ta kết tầm cái layout review đó đó là lý do tại sao mình tạo ra một cái layout là hiển thị bàn ăn adapter đúng không nào rồi thì mình tạo cái hiển thị bằng adapter mình cứ thừa là gì mình cứ thừa mình xài bay adapter mình sẽ cứ thừa là bay adapter thì các bạn thấy được rằng là làm sao mình biết là mình nhận vào ở đây là cái dữ liệu mình nhận là bằng danh sách bàn ăn dto bởi vì ở đây mình mình hiển thị cho các bạn à mình hiển thị bàn ăn cơ mà đúng không mình hiển thị bàn ăn cho nên mình vậy đúng rồi mình sẽ nhận vào một danh sách các bàn ăn DTO thì các thấy là đây là gì bàn 1, bàn 2, bàn 3, bàn bốn bàn năm bàn sáu bàn bảy gì đó thì các phải là đây là một một gì một bàn ăn DTO đây là một bàn ăn DTO đây là một bàn ăn DTO đúng không vậy mình phải có gì danh sách các bàn ăn DTO đó là lý do tại sao mình chiều vào đây là danh sách các bàn ăn DTO rồi sau đó gì nhiệm vụ chúng ta là gì các bạn à mình tạo ra cái view header để mình tránh cái việc và gì mình file view by đi file view đi uh, file file đi file lại nhiều lần đúng không bằng cách mình sử dụng phẫu thuật là view handler để làm cái việc đó đúng không Chính nào rồi bây giờ cái việc quan trọng là chúng ta lấy giá trị vậy giá trị chúng ta lấy từ đâu các bạn chúng ta thêm các bạn ăn này vào đâu à cơ sở dữ liệu đúng không nào vậy nếu như chúng ta đã thêm vào cơ sở dữ liệu rồi vậy chúng ta cần phải có gì một câu chi vấn đúng không là lấy lấy tất cả các bạn ăn vậy các bạn thấy là chúng ta có nhân viên do bạn ăn do vậy các bạn thấy là chúng ta đang gì À, đang tương tác với bàn ăn đúng không vậy chúng ta sẽ gọi có có trong đâu bàn ăn DAO đúng như nào rồi thì đây mình gọi bàn ăn DAO đây là có chi vấn của nó thì cách chi vấn và cách con chó chạy thì lúc đầu mình đã nói rồi đúng không thì vậy là chúng ta đã lấy được gì à danh sách các bàn ăn đúng chưa rồi sao chúng ta thấy là thằng review nằm ở đâu cái layout hiển thị bàn ăn nằm đâu có phải là nằm ở à phép mình là hiển thị bàn ăn phép mình đúng không vì nó nằm ở đây thì chúng ta sẽ gì gọi adapter ở đây à đây bằng cách là mình tách ra thành một cái hàm đúng không là hiển thị bằng ăn adapter nó sẽ vậy à lấy mình tạo ra gì một cái clip bằng ăn bằng đúng rồi bằng cái mình chỉ vấn được trong cơ sở dữ liệu đây chính lần này đúng không sau đó vậy mình đổ nó vào adapter đúng chưa các bạn và mình xét nó cho thẳng review à đó như vậy là chúng ta đã thành công các bạn ngày hôm nay rồi thì các bạn sẽ thử sau khi các bạn làm xong bài này ha các bạn hãy khoan khoan hãy xem bài sau các bạn ha mà các bạn nên thử cho mình là lít vào này sẽ hiển thị ba cái button cho mình à được không hiện thì ba bất tình mà mình đã ẩn á đúng không hiện thì ba bất tình đã ẩn đúng chưa rồi sau đó mình roll xuống làm cách nào đó mình roll xuống hay là bây giờ mình làm luôn hả rồi bài sau mình sẽ giải ha được không ờ ừ, ok bây giờ bài này mình làm luôn đi thì bạn thấy là bây giờ mình muốn là lít vào bất tình này lít vào image view này hiện thì nó sẽ thị ba bất tình đúng chưa vậy bạn thấy là mình sự kiện lít nằm ở đâu các bạn adapter lít hả được không thấy bạn adapter lít được không được đúng không được mà auto lít được mà đúng không có phải là một mỗi cái này là một item một item cái đúng không nhưng mà mình mình không thích auto lít bởi vì sao bởi vì khi các bạn sẽ auto lít đó thì các bạn có biết được là các bạn có thể file vào được ba này không được ha nhưng mà có nó sẽ sẽ phức tạp hơn một tí đúng không khi mà các bạn sẽ auto lít thì bạn thấy là được gì có phải mỗi thằng bàn ăn này nó là mỗi nó là một cái get view đúng không thì Get view nằm đâu các bạn mấy cái bạn ăn được lót đâu nè mấy cái bạn view bạn ăn được lâu đâu à adapter đúng không vậy chúng ta vậy thôi tại sao chúng ta không xét được kiện list adapter luôn đúng không rồi mình sẽ implement ha implement sẽ implement sự kiện ngay đây luôn không thành vấn đề gì cả on click listener à các bạn lưu ý là khi chúng ta làm thì chúng ta luôn đặt ra những câu hỏi để chúng ta giải quyết nó ha các bạn ha rồi đem ở dưới đất đi để, để trên đây thì nhiều lúc chúng ta cũng khó lòng lắm rồi Bây giờ bạn thấy là mình cần cái sự kiện cho thằng nào nè À đúng rồi cho thằng Bạn ăn Đúng không Ê là xin lỗi các bạn cho thằng nào À đúng rồi cho bạn ăn đúng không Cho cái uh, image view bạn ăn mà Đúng không mình cần sự kiện lít cho này đây À lít vào này Rồi vậy cái cần có phải là mình gì Các bạn đăng ký sự kiện cho thằng Ừ cho thằng bạn ăn thôi đúng không Vậy mình gọi nè View holder Gọi dưới đi ha Đã sự kiện lít thì mình tắt riêng ra Chấm chấm các bạn y bàn ăn chấm set on click click dinner this được chưa được rồi đúng không rồi các bạn thấy là vì sau này chúng ta còn gọi món lít thanh toán lít và ở bất tên lít nữa cho nên mình sẽ làm gì một cái whisky id Bạn về chấm get id rồi làm cái whisky ha truyền vào id đầu tiên là mình chỉ bắt một thằng đầu tiên thôi cái cây đầu tiên là thằng gì các bạn image bằng ăn thôi ha r id chấm id chấm image bằng ăn Rồi chấm y bằng ăn Nếu như này được lớp thì mình rít Được chưa À rồi Thì bây giờ mình làm cái thằng này làm cái gì nè Có phải là mình hiển thị ra ba button này cho mình hiển thị lên đúng không Hiển thị ba button này lên Đúng chứ các bạn Rồi thì đây mình sẽ là hiển thị ba button lên Thì mình sẽ là gì View Honda Rồi bây giờ có phải là bây giờ mình gọi là gì Bây giờ có phải mình gọi view Honda chấm image bằng ăn không các bạn có phải mình gọi về không mình thử ha im mình bằng ăn chấm uh, set uh, visible đúng không bằng view chấm gì chấm visible cho nên thầy lên đúng không mình thử một cái thôi mình thử một thằng thôi ha rồi mình chạy lên thì các bạn xem điều gì nó sẽ xảy ra ơ ơ ơ ơ ơ ơ mình đang cần gì gọi món ha nhầm 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 rồi Image mình gọi món đây gọi món rồi chạy lên ha thì các bạn xem nếu như mình làm như vậy thì điều gì nó sẽ xảy ra à, các bạn có thể suy nghĩ được không rồi các bạn các bạn có thể chờ chạy lên để xem ha rồi phạm tôn một hai ba bốn năm sáu ok rồi lít vào lít vào à lít 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 lít, lít đây ờ sao không có gì hết nhỉ thử sức cái tót ra nhỉ đúng không mình thử sức cái tót ha chấm mét test bằng gì bằng còn đúng không còn phải như là lít để mình xem thử là cái sự các bạn thấy là lít, mình lít nó không ăn đúng không? vậy mình thử xem là sự kiện lít nó có nhận hay không? ha à, đó đây là cách chúng ta kiểm tra ha chạy lên rồi mình chạy lên lại rồi ha rồi mình lít vào các bạn thấy nhận không? à nó nhận sự kiện lít mà tại sao quỷ nên nó không hiện lên đây đúng không? mình rõ ràng là set nó là gì visible rồi Sẽ sao nó không hiện lên? đúng chứ bạn tại sao nó không hiện lên nè? À? À, thấy mâu thuẫn quá nhỉ? tại sao không hiện lên mà chúng ta set visible và sự kiện lít nó đã ăn rồi đó nó đang có hiện nè ô oh, hiện nè đó đó hiện đó đúng các bạn đây nó hiện đây đó rõ ràng là có hiện lên đúng không nhưng bạn thấy là gì ồ oh, chúng ta ron lên ron xuống ồ oh, tại sao chỗ này chúng ta chỉ lít một thằng thôi mà mà tại sao nó hiện ở dưới đây à đó là vấn đề rồi bây giờ mình muốn là nó lít nó lít thằng số 1 hiện hiện thằng số 1 thì nó sẽ như vậy các bạn thấy là gì thằng view này được lít đúng không có phải là thằng image view này được lít đúng không làm sao chúng ta biết được là chúng ta sẽ hiển thị các bạn thấy là nó tạo găng lèo được vậy các bạn thấy là khi chúng ta lít vào này thì làm sao chúng ta nó biết được là à chúng ta lấy lấy gì lấy ba bất tinh của này kìa chúng ta không phải là lấy ba button tinh của này đúng không thì các bạn thấy là gì có phải là mỗi thằng này là tương ứng với thằng gì Ờ à, tương ứng với một get view có nghĩa là tương ứng với một view holder đúng không vậy chứ cần gì có phải là khi view được lít mình lấy parent của nó có nghĩa là mình lấy cái view holder đúng không vậy ở đây mình gọi là khi mình lít đúng không mình sẽ gọi là view holder bằng ăn của mình bằng gì bằng view chấm ghép Baron. À đó, rồi mình mới cắt về View holder Được chưa? À rồi sau đó mình mới gì? Từ View holder này mình mới lấy mới lấy ra gọi món ha, à, chạy lên lại. Rồi ok ha. Rồi Phạm Tân 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Lít vào Lỗi liền À lỗi tại sao đây Chúng ta xem lỗi Lỗi thì chúng ta phải xem lỗi ha Đó, ta, đọc lỗi nó ra như thế nào quá đã à, Không thể cast relative Nè relative layout không thể cast về view holder Đó bạn thấy chưa Đúng không chúng ta mới get get, get parent thì nó gì các bạn lấy chúng ta relative uh, layout thôi và thằng này chính là gì relative layout này phải là còn vật view đúng không đúng không mà còn vật view chúng ta lưu cái gì chúng ta get parent chúng ta lấy việc relative layout thôi vậy làm sao chúng ta let get được view under à chúng ta lưu trong cái tag cơ mà đúng không vậy chúng ta vậy chấm get tag có không tại sao không có chấm get tag nhỉ tại sao các bạn à nó mới hiểu thằng này là relative layout thôi chứ nó chưa hiểu này là view đúng không vậy chúng ta cần đúng rồi cần con nó về view ép kiểu nó về view ha à, ép kiểu về view rồi chúng ta mới get card được get start chứ là các bạn Ha à, chúng ta mới ép kiểu về view rồi chúng ta mới get start được rồi chạy lại để xem còn lỗi làm gì hay không ok phạm Tân một hai ba bốn năm sáu ok bấm vào gà không các bạn gà đây à đó gà đúng không nào đó gà ồ quá được đi chứ đúng không gà nè đó chúng mình có gà là mình lít vào nào là gà đúng ngang đó thôi đúng không mình lít vào nào gà gà đúng đó thôi vậy được chưa rồi còn cái việc nó nhảy lao thì các bạn làm sao các bạn canh lao cho nó đều thôi ha à, là các bạn canh lao cho nó đều để cho tránh cái việc cái nhảy lao hoặc là các bạn không cho nó bằng gòn bên đây nè à, bên cái thằng kết tầm á các bạn không cho nó bằng gòn được chưa không cho nó là gon mà các bạn để là visible à, không cho gon đây mình qua cái tầm hơi lắc một tí các bạn máy mình đứng rồi đây các bạn không để gon mà các bạn để là invisible đó invisible nên để invisible đi ha không nên để gon rồi mình chạy lại thì các bạn invisible thì sao à nên thị ngay tại đây luôn ha thì nó khỏi mất công ấy được chưa rồi các bạn chờ một tí cho nó bill rồi phạm tuân một hai ba bốn năm sáu ok rồi các bạn thấy vậy cũng được rồi ha ổn đúng không mình lít vào đó bây giờ các bạn thấy nè mình lít vào này hiển thị đúng đúng không lít nào này hiển thị đúng khi giờ khi các bạn thấy khi mình roll nè Roll lên nha các bạn để ý chậm chậm nha rồi đúng không Roll xuống rồi roll lên lại Ồ oh, vẫn đúng đúng không Roll xuống roll lên vẫn đúng ha à, thì có một số bạn sẽ gặp một số trường hợp như vậy có một số bạn sẽ gặp trường hợp là khi các bạn lít vào này đúng không các bạn roll lên thì nó lại nằm ngay đây nó nằm ngay đây nè À, giống như nãy lúc đầu á, mình cho các bạn xem nó nằm ngay đó chứ nó không nằm đúng ngay đây à, nó không nằm đúng ngay đây mà nó nằm ngay mút ở đây nè đó được chưa Ha, à, ví dụ như đó nó nằm xuống mút ở đó thì các bạn nếu như các bạn gặp một số bạn đã gặp trường hợp đó thì các bạn giải quyết như thế nào thì bài sau mình sẽ dẫn các bạn giải quyết hả các bạn thì bài bài chúng bài bài này trước bạn mình đã dẫn các bạn lót lên rồi đúng không đúng không, các bạn cũng như là giá trị rồi mình ra giải thích cái nguyên lý mà nó lót rồi cũng như là cách chúng ta sử dụng viewholder thì bài sau mình sẽ dẫn các bạn khắc phục lỗi là khi các bạn lít vào đây các bạn ron lên thì nó nằm qua bên phải bên đây à đúng không và bằng lít này lít này thêm cái nữa để ẩn đi đúng không thì chúng ta làm như thế nào và ẩn đúng ví dụ như là lít vào này thì nó lấy đúng cái đi của nó đúng không nào thì bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý ha xin chào các bạn.